Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm sinh tố xoài. Nguyên liệu của sinh tố xoài gồm có một trái xoài, hai bịch sữa chua, một thìa cà phê đường và một thìa cà phê mật ong, một ly đá, 50g sữa tươi không đường, một thìa cà phê sữa đặc. Trước tiên là mình đi gọt xoài. Cái xoài này mình đã rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ mình bắt đầu đi xay sinh tố. Trước tiên là mình đổ đá vào trước. Và mình cho một thìa cà phê đường. Một thìa cà phê sữa đặc. Và một thìa cà phê mật ong. Và mình cho sữa tươi vào. Cho sữa tươi vào. Còn xoài thì mình cho từ từ. Chứ nếu mình cho một lần nhiều thì xay nó dễ bị nghẹt cối. Từ bị xoài nó dai. Cho nên mình xoay cho từ từ vào thôi. Và bây giờ thì mình đã có 2 ly sinh tố xoài. Một trái xoài mình xay được 2 ly sinh tố. Như vậy là mình đã xay được 2 ly sinh tố xoài. Rất là ngon. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Giờ ta bắt đầu thưởng thức. Rất ngon. Mùa hè mà mình có ly sinh tố xoài này mình ăn thì rất là ngon. Và các bé rất là thích.
Và cái sinh tố xoài này thì người lớn thì hình như ai cũng biết làm, chỉ có các bé là các bé không biết làm. Thì người lớn thì chúng ta ai cũng biết hết rồi, nhưng mà các cháu thì các cháu không biết. Và các cháu bé nhớ là mình xay sinh tố thì mình nên xoài thì mình cho từ từ, từng miếng thì miếng một, chứ nếu mà mình mà cho một lần vô ào một cái thì xay nó sẽ nghẹt cối và xay không được. Và nếu mà ta rán thì cối sẽ bị cháy. Và cối sinh tố chỉ xay được không quá 5 phút. Không quá 5 phút, nếu mà ta xay quá 5 phút thì cối sẽ bị cháy.